Xin kính chào mọi người ha. Thường thường mấy người mà hay than lúc nào cũng có tiền mọi người. Đúng không mọi người? Thật sự là vậy đúng không mọi người? Nãy giờ anh em cũng mới uống cà phê xong thì anh em giờ cũng mới đi công việc thì cũng cũng đến nơi rồi. Nhưng mà sẵn có cái câu chuyện của ông anh mới gì chia sẻ luôn á, mà sao nó giống cái trường hợp mà em coi video tối quá. Tại vì á, ông anh em cũng có một người bạn giàu lắm, tiền vàng cất tùm lum hết trơn á. Nhiều khi mở cốp xe lên rồi cũng có tiền có vàng nữa, mà lúc nào á cũng than khổ á, cũng than khổ để cho bên bên cậu bên chú dễ thương. Nó tại cậu chú ở nước ngoài không à, mà nhà giàu lắm nha. Mọi người biết trời em đang nói câu chuyện gì không mọi người? Đó, mình cứ than khổ à, nhưng mà lúc nào á tiền cũng có hết trơn, cắt tùm lum tùm la luôn, cắt tới nỗi mà mọi người thấy dưới cái giường dở lên cũng có tiền cũng có vàng nữa. Trời ơi, vậy mà nói lên cộng đồng là khổ, vô gia cư không có tiền đó. Thấy không, bây giờ đi quán bún bò than khổ, mọi người cảm giác sao, mọi người thấy video như thế nào đó mọi người? Trời ơi trời, tiền còn thiệt luôn á, tiền nhiều khi mà còn, nếu mà chị Loan chị thấy chị buồn lắm luôn. Đúng rồi ha, chị Loan á, chị Loan chị thấy chị buồn lắm á. Tại vì sao, có lúc người ta khổ, người ta khó khăn, ăn mì gói mà không có tiền ăn mì gói mà. Đúng mọi người, ngậm ngụ đắng nuốt cay. Em út mới có tiền như vậy, nhiều khi mình cũng chạnh lòng đúng không? Em đang nói thí dụ thôi. Nhưng mà qua cái đoạn video, thật sự em xem từ đầu cho đến cái khúc mà đếm tiền, đếm vàng, thì em cảm giác một điều nó khác hoàn toàn những cái gì mà bữa giờ ở trên video mà khi em ấy nói chuyện, một con người nó khác hoàn toàn luôn cả hai mẹ con luôn, nó khác hoàn toàn từ lời ăn tiếng nói, từ cái cách nói chuyện, thật sự nhìn ra thấy con người liền luôn. Mọi người biết gì không mọi người? Hung dữ thiệt luôn á, thật sự rất hung, thật sự cũng là thứ dữ chứ không phải dạng vừa đâu đó. Cái cách điệu bộ mà cười thôi, khi mà chị Loan phát biểu thôi cuối video thì mọi người có thể cảm nghĩ như sao khi xem cái video đó. Đúng mọi người, trong miệng thì nói rằng mình khổ, không có tiền, khó khăn, mà mọi người nghĩ đi, cỡ nhiêu đó mà khổ gì trời, quá trời cất tùm lum tùm la luôn chứ không phải một chỗ nữa đó. Mọi người nhìn hình dung ra đi, cái này làm nó thật luôn á. Em là xem video mà em cảm giác là người ta có tiền như vậy sao than khổ. Tiền không nói, tại vì trong cái phong thư, trong cái bao giấy đỏ là mình không có biết là đó là có cái gì trong đó đúng không? Mình không, bây giờ là mình không có nói tên, mà cũng như là mình không có hiểu rõ về bao nhiêu tiền. Nhưng mà mở ra mà xem mà quay lại như vậy là mọi người nghĩ đi, nhiều tiền không? Nhiều tiền không mọi người? Nhiều cửa không? Có những thứ mình đâu có xem ra, đâu có mở ra, chỉ có mở ấy thôi, mình đâu có biết được cái giá trị trong đó là cái gì, ai biết cái tiền đô hay là tiền gì, ai mình có biết được. Đúng mọi người. Và cái nụ cười và cái sự mà thách thức, mọi người có nghe, có xem video đó chưa? Cái nụ cười và cái thách thức nó mang cái tính chất, nó không phải là trong gia đình nữa. Đúng mọi người, mang tính chất gì thì mọi người có thể điền vào chỗ trống ha.
Chứ bây giờ thì em hết dùng lời lẽ gì để mà nói nữa rồi. Giống như ông anh em nói với ông bạn không, thấy nó vậy, nó than vậy, nó có tiền lắm, mà ở đâu cũng có tiền hết trơn. Chỉ có những người dư giả người ta mới quăng như vậy, ta mới bỏ tiền như vậy thôi, dư giả thôi, đúng không mọi người? Mình làm cái gì thì luật nhân quả nó có. Mọi người có nhớ cái ngày mà chuẩn bị mà gác mộ chú Năm không mọi người? Mọi người có nhớ cái ngày đó không mọi người? Cái ngày đó là cái ngày mà khi mà đưa tất cả những cái chậu hoa, những cái hàng rào trên cái nền mộ của chú Năm. Mọi người có nhớ cái gì không mọi người? Nó hiện ra một cái hình luôn. Mọi người có nhớ không? Xanh mặt mà phải bỏ chạy ra ngoài luôn. Tại sao mà như vậy? Tại sao mà phải bỏ chạy? Tại sao phải biến sắc như vậy? Mình có làm cái lỗi gì chưa? Mình có làm sai cái vấn đề gì chưa? Mà làm gì mà phải sợ? Mọi người thấy chú Năm linh thiệt đó nha. Người ta thường nói một câu làm sao? Làm cái gì cũng có cái hậu quả hết, mà cái hậu quả nó đến sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà thời bây giờ nó đến lẹ lắm. Cái này làm nó thật có mọi người. Qua đoạn video thì mọi người có hình dung ra một cái câu chuyện, một cái câu chuyện mà có thể nói là từ bữa tới giờ, gần bao nhiêu tháng nay, mọi người cứ nhìn vào cái nét mặt và nhìn vào cái video để mà như vậy, mọi người chứ chưa chứng minh được cái con người như thế nào đâu ha. Mọi người phải đi gần hoặc khi mà phải tiếp xúc như vậy đó, xem được như vậy đó, mới mới đối chất được hai cái nhân vật, mới nhìn nhận cái hai được cái nhân vật. Chứ mọi người cứ đừng có nói rằng là ừ này nọ ABCD đủ đều, xem đoạn video xong là em lạnh người luôn. Lạnh người từ cái tính cách nè, từ cái nhanh nhẹn, từ cái nói chuyện luôn, và từ cái gì nữa không mọi người? Từ cái sự tính toán, đúng không mọi người? Ta thường nói một câu, cuối cùng anh chốt lại câu mẹ nào thì con nấy thôi. Vậy đi. Quá quá cảm xúc, quá xúc động. Nói chung ra mình là người ngoài, mình xem video, thậm chí ông anh của em ngồi xem video luôn, ông anh em nói một câu, ngay từ lúc đầu anh đã nhìn thấy không phải vàng dừa đâu em. Vậy thôi. Em sẽ tiếp tục cập nhật những cái tin rất là mới để gửi đến mọi người ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.